ở xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, có cây hồng nhung cổ thụ có thể xem là độc nhất vô nhị ở miền Tây. Người đang sở hữu cây này là cụ bà Nguyễn Ngọc Vương, 82 tuổi, ở ấp 7. Cụ Vương cho biết, ngay khi cụ còn bé thì đã thấy cây hồng nhung rất to mọc ở vườn nhà mình. Cụ Vương từng nghe cha ruột kể lại rằng cây hồng nhung đã có trước đó từ lâu và cây cũng to gần như bây giờ. Năm nay 82 tuổi, tôi lớn lên thấy cây hồng nhung này trên 100 tuổi. Mà ba tôi trồng hay là ai trồng tôi không biết. Có trái ăn ngon ngọt để thờ cúng, để mà người ta mua thờ cúng. Đến nay cũng chưa xác định được tuổi thọ của cây hồng nhung này. Cây có thân gỗ, da xù xì, chiều cao khoảng 25 mét, tán cây rộng khoảng 30 mét vuông. Đặc biệt là bề hoành của cây gần 2 mét. Cây hồng nhung có lá giống lá mận, nhưng nhỏ và dài hơn. Các lá non như lá lụa có màu hồng, khi lá già có màu xanh. Cây hồng nhung có trái quanh năm, trái nhiều nhất vào mùa khô. Trái hồng nhung có dạng hình trứng tròn, vỏ có lớp lông nhung bao phủ có màu đỏ nâu. Khi trái hồng nhung chín có cơm mềm, mùi thơm dịu và vị ngọt thanh rất hấp dẫn. Theo gia đình cụ Vương thì gần đây có nhiều người đến xem cây hồng nhung cổ thụ này và họ có nhã ý muốn mua cây về làm cảnh, nhưng gia đình không bán mà muốn giữ cây quý lại chăm sóc vì đó là kỷ niệm của ông cha mình. Do cây lớn tuổi, chịu ảnh hưởng của nhiều trận bão nên một số nhánh trên thân cây đã bị gãy và khô. Do vậy, tán lá của cây không được xanh tươi tốt như trước kia. Cụ Vương cho biết thêm, cả trăm năm qua, gia đình không biết cách nào để nhân giống bởi quả không có hạt. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, cụ Vương phát hiện gần gốc cây hồng nhung cổ thụ có mọc lên một cây hồng nhung con nên bấn gốc, mang vào gần nhà để trồng. Hiện cây con này đang phát triển tốt, cho lá sum suê. Với cái quả này, có lẽ đây là một cây giống của cây hồng ở Đà Lạt. Nhưng mà cái trái này đó thì cái da nó có nhung, cho nên là người ta gọi là hồng nhung. Mà tôi thì cũng có dịp đi nhiều nơi trong tỉnh Vĩnh Long mà cũng không nghe, không thấy được cái cây này. Hôm nay thì mới gặp được, là một cây theo tôi thì nó rất là quý, bởi vì nó hiếm, nó có không thấy ở đâu có, mà chỉ có ở Vĩnh Long này thôi. Với lại tuổi thọ nó cũng cao, trên 100 năm. Ông Mẫn cho biết thêm sẽ đến nơi xem cây hồng nhung quý hiếm này. Nếu đủ yếu tố, ông sẽ đề nghị Sở Văn hóa trình Bộ Văn hóa công nhận cây di sản.